quý vị, hôm nay đoàn khách của chúng tôi bắt đầu chương trình tham quan thác Niagara Falls, một trong 10 thác nước vĩ đại nhất trên thế giới. Quý vị có thể thấy là mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình tham quan thác bằng du thuyền. Tại đây thì mỗi du khách sẽ được tặng một chiếc áo mưa màu đỏ để mà trải nghiệm một cái cảm giác mạnh khi mà tham quan thác Niagara. Phía trước tôi đây là cầu vòng có hình dáng giống như một cầu vòng nối biên giới giữa hai quốc gia Mỹ và Canada. Quý vị có thể thấy là đoàn khách của chúng tôi 30 người đang sẵn sàng cho chương trình trải nghiệm một trong 10 thác nước vĩ đại nhất trên thế giới. Bầu trời Mỹ hôm nay vào thu, những hàng cây tán lá đổi màu sang màu đỏ màu vàng rất là đẹp. Phía bên kia đối diện sông là đất nước Canada. Có thể nói chương trình tham quan thác nước Niagara Falls và thành phố tri thức Boston rất là hấp dẫn du khách từ Việt Nam. Từng đoàn khách du lịch xếp hàng nối đuôi nhau để bước lên du thuyền May of the Mist. Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là nàng tiên nữ ở trong sương mù. Những cái tên rất là lãng mạn đang chào đón đoàn của chúng tôi khám phá thác nước Niagara. Sau một thời gian xếp hàng chờ lên tàu, bây giờ du thuyền May of the Mist đã chở đoàn du khách của Infinity Tour khởi hành khám phá thác nước vĩ đại nhất ở trên thế giới Niagara Falls. Phía trước quý vị đây là cầu vòng nối biên giới giữa hai quốc gia Mỹ và Canada. Mùa này được xem là mùa đẹp nhất trong năm để mà du lịch nước Mỹ. Vào mùa thu thì quý vị có thể thấy hai bên sông những hàng cây lá chuyển sang màu vàng màu đỏ rất là tuyệt vời. Hiện tại phía trước tôi đây là những cái khách sạn, sòng bài, casino, nhà hàng thuộc về đất nước Canada. Du thuyền đang thẳng tiến đi vào khu thác trung tâm, khu thác có tên là móng ngựa. Vì hình dạng của thác này giống như hình móng của con ngựa nên đây là thác lớn nhất và hùng vĩ nhất trong hệ thống ba thác của tổ hợp thác Niagara. Vâng, phía trước mặt quý vị đây là chính là hệ